mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Quyền và Việt Hùng rất vui mừng khi được quay trở lại và giới thiệu cho quý vị những căn nhà do Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Ngày hôm nay thì xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến thăm căn nhà của chị Nguyễn Thị Hoa có địa chỉ tại Cộng Hòa, Nam Phong, Nam Định. Và ngay phía sau Hùng và Huyền đây cũng chính là ngôi nhà đã được hoàn thiện. Và chỉ ngay trong tuần sau thôi thì anh em chúng tôi lại sẽ quay lại để làm lễ chính thức bàn giao cho chủ đầu tư của căn nhà này. Và ngày hôm nay thì sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan trước nhé. Dạ. Quý vị thân mến, đây chính là phía phần cổng trước của công trình. Quý vị có thể nhìn thấy được cái nét thiết kế phong cách hiện đại nổi bật lên ở đây. Bằng phần cổng được đổ bê tông, sau đó thì những cái cột, trụ cột rất là vuông vức. Ở phía này thì được làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. Đúng rồi. Thực ra thì với những cái công trình hiện đại như này thì rất cần những cái sự thiết kế phá cách. Và như quý vị thấy thì cái phần cổng thì chúng tôi sử dụng cái phần cánh sắt như này thì cái phần mở rộng ra rất là lớn nhá. Đấy, khi mà bước vào sân thì ở đây thì chúng ta đã sử dụng luôn cái phần gạch chống trơn này. Đằng trước thì sẽ làm cái phần để đổ đường và đổ bê tông. Đấy, hai vật liệu nó hơi khác màu nhau một chút để nó tôn lên cái dáng ngôi nhà. Về cái phần tổng quan ngôi nhà này thì ngôi nhà này sở hữu khuôn đất cũng cũng khá là căn bản với một cái ngôi nhà mái Nhật 2 tầng như thế này. Thì căn nhà này với tổng diện tích là 250m2. Thì với cái phần chính của chân công trình này thì với diện tích là 101m một mặt tường xây. Phần mặt trước là 7,6m và với chiều sâu là 13m. Đó. Bên cạnh đó thì chiều cao công trình cũng khá là cao ráo với tổng chiều cao là 9,9m. Trong khi đó thì chiều cao bậc tam cấp là 450mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 1,9m. Nhìn khá là cân đối đúng không? Thì với cái số liệu như thế thì cái việc mà chúng tôi bố trí chia thành hai phân khu. Đấy, khu thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cho khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp cộng phòng ăn đúng không? Và cái phần phân khu thứ hai này sẽ để dành cho phòng ngủ cũng như là những cái khu vực như là cầu thang. Đó. Thì như Huyền thấy ở đây thì đằng trước đây thì sẽ được trang trí bởi những cái phần làm những cái phần chậu hoa. Đó, thì với cái tông màu chính của ngôi nhà này đó chính là sử dụng màu xanh kết hợp với nền gạch màu xám, màu đen của Vân Mây này. Cùng với những cái phần kẻ chỉ cộng thêm với sẽ tô điểm thêm những cái phần gạch thẻ này thì nó cũng làm cho cái ngôi nhà màu sắc nó cũng rất là mới lạ và độc đáo đúng không? Và bên cạnh đó thì phần phía sau của anh Hùng đây ạ, quý vị có thể thấy chúng ta sẽ có một lối đi thẳng vào phía trong sân ướt ở ngôi nhà đó để tạo cho ngôi nhà thêm cái phần thoáng mát hơn. Đúng rồi. Quý vị cũng có thể để ý được là cái đặc điểm nổi bật của mái Nhật cũng đã thể hiện được công trình là ở phần trên phần mái tầng 2 ấy, thì chúng tôi làm những cái đường nước bằng mái thu hồi. Đó, thì chúng ta cũng không lo lắng về việc là cái nước mưa sẽ chảy sang nhà bên hàng xóm. Và ở phía tầng 1 ở cái mái đằng trước như quý vị thấy ở đây thì chúng tôi làm mái buông thì nó tạo nên cái vẻ thẩm mỹ hơn. Đó, xung quanh thì ở đằng trước đây thì chúng ta làm bằng những cái phần bằng lam bê tông như thế này thì nó tạo cái sự thông thoáng. Còn xung quanh thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái phần inox. Nó giúp cho cái ngôi nhà của chúng ta nó cũng sáng hơn rất là nhiều. Thực ra đứng ở cái không gian này em cảm thấy rất là thoải mái. Đây giống như một phần sân chơi phía trước vậy. Đó, vừa để mọi người có thể thoải mái sinh hoạt và bên cạnh đó thì cũng có thể là một khoảng cách rất là rộng để có thể để xe nữa. Đúng rồi. Như Huyền vừa mới giới thiệu cái lối đi để có thể là để lối vào xe máy đúng không? Cũng có thể là lối vào khu vực sảnh ướt. Thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải chừa ra một cái phần đất nhé. Khi mà làm mái thu hồi thì đây là cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý này, chúng ta sẽ chừa ra cho chúng ta tầm khoảng từ 500 cho đến 650. Đó, thì chúng ta sẽ làm được những cái phần đua mái cũng như phần buông mái mà không lo lắng là chúng ta sẽ phạm đất sang nhà bên hàng xóm. Đó, còn về cái phần sảnh chính này thì chúng ta sẽ làm bằng hệ bậc tam cấp. Đúng rồi. Cái việc mà chúng tôi thì hay khuyên gia chủ là chúng ta nên làm hệ bậc ngũ cấp trở lên. Tuy nhiên thì cũng tùy thuộc theo cái thế đất của ngôi nhà nữa. Với cái thế đất của chúng ta đã cao sẵn rồi thì chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Công trình của chúng ta vẫn rất là nhìn cũng khá là cân đối và hài hòa đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Và quý vị có thể nhìn thấy thì ở sảnh trước của công trình thì có diện tích là khoảng tầm 6m2. Bên cạnh đó thì quý vị có nhìn thấy là hệ thống hai cột trụ rất là lớn đây được vuông vức. Bên trên thì có thiết kế thêm các hệ đèn để có thể bật vào buổi tối, giúp ngôi nhà của chúng ta thêm lung linh hơn. Anh rất là thích cái phần mà ở tầng 1 chúng ta ốp hết bằng phần đá như này. Nó rất là sạch, nhìn nó rất là sang.
Như em thấy không? Thường ở những cái khu resort hoặc là những khách sạn thì chúng ta mới thiết kế những cái phần này. Tất nhiên là nó sẽ tốn chi phí hơn một chút. Tuy nhiên thì nó rất là đáng giá, bởi vì nó cảm giác ngôi nhà của chúng ta nó sẽ trường tồn hơn so với thời gian. Bởi vì dù sao nếu mà chúng ta dùng sơn ấy, thì khoảng tầm 5 mà sơn nào bền thì cũng tầm 10 năm là chúng ta sẽ cần phải sơn lại một lần rồi, thay lại một lớp áo. Tuy nhiên là nếu làm như cái phần đá như gia chủ như này thì để rất là lâu, rất là lâu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào phía bên trong nhé. Ok. Quý vị thân mến, và trước khi mà chúng ta bước vào phía bên trong ngôi nhà thì chúng ta sẽ đi qua một hệ cửa chính. Hệ cửa chính này thì được làm bằng gỗ lim Nam Phi với ưu điểm là cứng chắc, bền, tránh mối mọt cong vênh. Bên cạnh đó thì vân gỗ rất là đẹp và giá thành rất là rẻ. Và ngoài ra thì ở đây thì còn có thiết kế thêm một những cái hệ pano kính chạy dọc xung quanh này, vừa giúp là tạo cái tính thẩm mỹ trong cửa, và bên cạnh đó thì còn giúp chúng ta có thể là lấy được ánh sáng thông thoáng từ bên ngoài vào. Gỗ lim Nam Phi cũng là cái chất liệu rất là quen thuộc với các khán giả của Mark Home rồi. Thì ở đây anh muốn giới thiệu đến cái không gian phòng khách. Phòng khách này với diện tích là 22,6 m², diện tích khá là nhỏ gọn, nhỏ xinh. Tuy nhiên thì sẽ được trang trí đầy đủ. Ở đây thì gia đình cũng đã đặt luôn cái phần nội thất ở bên Mark Home, và có một công ty nhỏ của mình nữa là tên là Smart Home. Vì vậy các bạn cũng có thể ủng hộ qua đường link ở bên chúng tôi để bên dưới nhé. Công ty nội thất Smart Home cũng là một công ty con, công ty chi nhánh của Mark Home, chuyên về thiết kế nội thất những không gian cho ngôi nhà của Mark Home. Thì ở đây thì vẫn còn đang bọc ni lông đó, chỉ chờ khi nào mà bàn giao thôi thì sẽ mở hết ra và quay toàn cảnh cho quý vị. Thì hôm nay anh em chúng tôi dập dịch một chút trước. Đó, thì ở đây thì cũng được thiết kế thêm những cái phần cửa sổ này, để lấy thoáng, lấy sáng. Đây là cửa sổ hai lớp, vừa giúp chắn nắng, vừa giúp làm sao cho căn phòng chúng ta thông thoáng. Cũng rất may là cái khu vực ở bên phía đối diện ở gia đình đây là đang trồng quất, cho nên là rất là thoáng, rất là thoáng, rất đẹp. Vâng, và ở phía trên trần quý vị có thể nhìn thấy thì toàn bộ là được đắp bằng trần thạch cao với hệ thống đèn LED, đèn downlight sẽ giúp là mang lại ánh sáng trải đều khắp căn phòng. Với cái hệ thống khung sơn chìm trần này thì tô điểm cho ngôi nhà cũng rất là thoáng đều. Nếu mà việc mà chúng ta lo lắng về cái việc là bóng đèn downlight của chúng ta ấy, thường thì chúng ta sẽ nên dự phòng thêm một số những cái bóng đèn tuýp nữa. Đấy, đề phòng một trong những cái đèn downlight của chúng ta nó có sự cố, ví dụ như thế. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng đèn downlight nó cũng rất là hiệu quả, bởi vì ánh sáng nó sẽ trải đều khắp căn phòng như quý vị và các bạn thấy ở đây. Và em còn thấy là trên trần còn có thêm một chiếc quạt trần nữa để có thể là điều hòa không khí này, giúp cho không gian thân mát mẻ hơn. Đúng rồi, chúng ta nên có những quạt trần này, hoặc là chúng ta có thể kết hợp thêm những hệ đèn với những quạt trần, thì bây giờ có rất nhiều mẫu mã. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một khu vực phòng ngủ. Đó. Đây là phòng ngủ phía trước ngôi nhà. Vâng, và đây chính là phòng ngủ 1. Diện tích ở đây thì khoảng tầm 15,5 m², quý vị ạ. 15,5 m, thì em thấy là ở đây thì cũng có thiết kế thêm giường này, tủ quần áo này. Và đặc biệt thì ở phía sau này là một cái cửa sổ rất là lớn. Luôn luôn trong những thiết kế của chúng ta là sẽ có những cái phần cửa sổ rất là rộng. Anh cực kỳ thích những cái ngôi nhà này. Em thấy không? Có thêm cả những phần cửa ngách kìa. Đó, thì để giúp cho điều hòa không khí nó tốt hơn. Đó, thì tất cả những cái đường điện giống như đường điều hòa các thứ thì đều chờ hết rồi. Thì chúng ta lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đó, thì đi ra từ cái khu vực phòng ngủ này thì chúng ta sẽ đến khu vực tiếp theo là khu vực bếp và phòng ăn. Từ phòng khách thì chúng ta sẽ bước vào không gian phòng bếp, và nếu như quý vị nào vẫn còn lo lắng về cái việc mà chúng ta liên thông cái khu phòng khách và phòng bếp ấy, thì đây chính là giải pháp. Đó. Chúng tôi đã thiết kế thêm một cái khu vực vách kính ngăn như này, thì vừa giúp cho cái không gian của chúng ta nó vẫn đảm bảo cái sự thông thoáng, mà vừa giúp cho cái việc là chúng ta không lo lắng về khi mà chúng ta nấu thức ăn thì mùi nó sẽ bay ra phòng khách nữa. Nó rất là tiện, đúng không? Đúng rồi. Và không gian bếp của chúng ta thì có diện tích là 17,9 m². Sau này thì gia chủ chúng tôi sẽ để thiết kế một bộ bàn ăn ở đây dành cho từ 6 đến 8 người. Và ở đây thì có thêm thông thêm một cái cửa sổ rất là lớn này để có thể là cung cấp ánh sáng và không khí, đồng thời là có thể là điều hòa tránh ấm được những mùi thức ăn khi mà chúng ta nấu ăn. Với cái diện tích hợp lý như này, cộng thêm với việc là chúng ta đã thiết kế trọn gói từ cái phần kể cả từ ngôi nhà cho đến nội thất, thế nên em thấy là cái phần hệ bếp ở đây được sắp xếp rất là hợp lý và đẹp, đúng không? Vừa khít với nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái khu vực được phân chia ra rất là rõ ràng, ví dụ như là khu vực bồn rửa tay này, khu vực bếp nấu đấy, đây bếp thì có sẵn đây rồi, sau này chỉ lắp thôi, khu vực hút mùi. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái khu vực ví dụ như để hộp tủ lạnh ở đây. Tính toán rất là kỹ lưỡng, đội ngũ của chúng ta đã tính nói chung là chi ly từng mm một. Sau này chúng ta chỉ cần bóc những cái phần tủ acrylic, ở đây nó là chất liệu acrylic quý vị nhé. Đó. Thì em có thể quay sát đây một chút thì chúng ta có thể thấy được cái chất liệu bóng gương này nó rất là đẹp. Đấy, khi mà chúng ta bóc ra thì
hoàn toàn chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra thì sẽ có những cái phần kính được sử dụng bằng kính cường lực, kính màu như này, làm cho cái khu bếp của chúng ta nó rất là sáng và sạch sẽ. Thực sự là em rất là mong chờ đến cái đến ngày bàn giao ấy. Lúc đấy thì sau khi công trình hoàn thiện hết rồi, mọi thứ đã hết rồi thì chúng tôi sẽ quay trở lại và sẽ quay lại toàn bộ những cái để cho quý vị có thể thấy được những cái vẻ đẹp của công trình này. Đúng rồi. Vì rất nhiều hôm khi mà lễ bàn giao rồi thì khá là nhiều người đúng không? Cố bản nữa thì rất là khó để cho anh em chúng tôi có thể review nó chi tiết và nó có nhiều thời gian như bây giờ, thì anh em quyết định là đi trước. Thì giới thiệu với Huyền và quý vị thì ở đằng sau đây chúng ta cũng sẽ có thêm một cái khu vực để làm sân ướt. Thì trong một ngôi nhà thì chúng ta luôn nên có những cái khu vực như này. Vì sao? Thì chúng ta sẽ làm những phần cỗ bàn và những cái phần động vật sống ở đằng sau này thì nó sẽ làm cho cái khu nhà của chúng ta nó sạch sẽ hơn. Vì dù sao quan trọng nhất trong một ngôi nhà luôn luôn là những cái phần công năng của chúng ta phải bố trí làm sao cho nó rất là hợp lý. Thì... và khu vực tiếp theo chúng ta sẽ đến với là khu vực vệ sinh chung. Khu vực vệ sinh chung ở dưới tầng 1 thì sẽ phân chia thành hai khu vực, một bên là phòng tắm, còn một bên là phòng vệ sinh. Ở phòng tắm này thì chúng tôi có thiết kế là một vòi hoa sen này, một lavabo ở đây này. Đó, và bên nhà vệ sinh này thì chúng tôi có thiết kế riêng một bồn vệ sinh riêng. Và tất cả hai khu vực này thì đều có những cái ô thoáng nhỏ như thế kia để có thể là tránh được áp những cái mùi khó chịu khi mà chúng ta bước vào không gian này. Theo với Huyền cùng quý vị luôn thì căn phòng vệ sinh này có chất liệu được sử dụng chất liệu khá là mới và đặc biệt. Mình biết là gì không? Cái phần cửa đi này được sử dụng bằng chất liệu nhựa composite. Thì nhựa composite này nó có tác dụng là chống nước luôn. Nó giống như Picomat là nó chống nước, và thứ hai là cái phần phủ của nó giống như là gỗ tự nhiên vậy, rất là đẹp. Thì phủ bằng melamine. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên đến với không gian ở trên tầng 2 nhé. Thì trước khi lên thì chúng ta sẽ có một cái khu vực cầu thang làm kính cường lực như này. Anh em thấy không? Thiết kế khá là đơn giản, tuy nhiên thì nó rất là gọn gàng, đúng không? Nó không kém phần đẹp đâu. Và em thấy là cái thiết kế và cầu thang tay vịn gỗ kính cường lực này thì rất là nổi bật được cái phong cách hiện đại của ngôi nhà. Đó. Và bên cạnh đó thì bậc thang lên tầng 2 thì được thiết kế với lại đá kim sa mặt đen cổ trắng. Và cái thiết kế như thế này thì sẽ giúp chúng ta là có thể là bước chân lên đấy rất là dễ dàng này, tránh bước hụt hay là vấp ngã, đặc biệt là trong gia đình mà có người già và trẻ nhỏ thì với thiết kế này thì rất là cần thiết. Anh cũng để ý một chút là gia đình cũng khá là đầu tư đấy. Tất cả những cái khu vực cầu thang này đều có những cái dây điện chờ. Huyền thấy không? Đó, thì cái khu vực điện chờ này sau này sẽ làm những cái phần đèn led để chiếu sáng ở đây, thì giúp cái việc là khi mà buổi đêm ấy chúng ta nó sẽ sáng hơn và chúng ta đi lại nó dễ dàng hơn. Và hình như là những cái đèn led sau này để đây sẽ được cảm ứng đúng không anh? Hình như bước đến đâu là sẽ sáng đó đúng không? Anh cũng chưa rõ được cái bộ nguồn nữa, nhưng mà sẽ có những cái bộ như thế, hoặc là có bộ là chúng ta có thể sử dụng công tắc. Thì đấy là tùy thuộc cái lựa chọn của gia chủ thôi. Thì đợi hôm nào bàn giao thì mình sẽ đến đây và trải nghiệm trực tiếp luôn. Ok. Và phía trên khu vực cầu thang này thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một cái kho nhỏ để có thể chứa đồ. Đây, quý vị có thể thấy đây. Đó. Gia chủ thì có thể để được rất là những cái đồ mà chúng ta không cần thiết đến, giúp không gian chúng ta thêm gọn gàng hơn. Và bên cũng để ý là cái phía ở bên dưới này thì chúng ta cũng cần phải thiết kế những cái ô cửa thoáng để giúp cho lấy sáng. Đó. Và nếu như mà không sáng nữa thì chúng ta có thể vào buổi đêm thì sẽ có thêm cái hệ đèn này. Đó, để có thể là bật, để có thể là nó sẽ chiếu sáng toàn bộ khu vực cầu thang này. Anh mà ước nếu mà có thì anh sẽ thiết kế thêm một cái phần cửa sổ khu vực đằng sau nữa. Đó, với vì anh rất là thích những cái phần ánh sáng tự nhiên. Rồi, bước lên không gian tầng 2 thì khu vực đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu quý vị đây, đó chính là phòng sinh hoạt chung. Đây, ở khu vực phòng này thì với diện tích khá là nhỏ gọn thôi, khoảng tầm 9m² thôi. Sau này gia chủ chúng tôi sẽ để thêm một cái bộ sofa ở đây, kèm theo một cái kệ tivi phía đối diện nữa, thì sẽ giúp chúng ta là có thể là gia đình chúng ta có thể là quây quần này, sum họp vào mỗi buổi tối, có thể có một cái không gian riêng tư hơn để giúp các thành viên gia đình có thể gắn kết hơn. Và bên cạnh đó thì có thêm một cái cửa sổ như này để có thể lấy được cung cấp ánh sáng và không khí toàn bộ căn phòng. Anh nghĩ là khu vực phòng sinh hoạt chung này cũng hoàn toàn có thể cải biến thành một cái khu vực làm việc hoặc là phòng học. Cũng rất là hợp lý. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một khu vực phòng thờ nữa. Đó, đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ này thì với diện tích là 4,2m², khá là nhỏ gọn. Tuy nhiên thì em thấy không, rất là ấm cúng. Ngoài ra thì cái hướng của ban thờ rất là đẹp, hướng thẳng về khu vực sảnh chính, có một cái cửa sổ giúp cho phòng thờ của chúng ta không quá bí. Thì đây là một trong những thiết kế mà anh cảm thấy khá là ưng ý luôn. Và ngay ra phía ngoài thì đó chính là khu vực ban công đúng không anh? Ở ngoài này thì em thấy khá là rộng rãi, với diện tích là khoảng tầm 5,6m², thì em thấy là ở đây thì cũng khá là đầy đủ để chúng ta có thể là để thêm một cái bộ bàn ghế ở đây để có thể là ngồi thưởng trà và ngắm được toàn bộ không gian xung quanh nhà này.
rất là mát mẻ đúng không ạ? Đây gia đình đã treo trước những cái phần giỏ lan này. Bên trên thì làm chúng tôi sử dụng những cái hệ lam, hệ cột được sơn bằng giả gỗ và sử dụng những cái tấm lam ở bên trên để chắn kính. Đấy, giúp cho việc tránh cái việc khi mà trời mưa thì nước sẽ hắt vào. Và ngoài đây thì cái phần lan can này cũng thiết kế rất là hiện đại đúng không Huyền? Sử dụng bằng lan can, sử dụng kính cường lực. Kính 8 ly 38, sử dụng bằng inox 304, bắt chân khá là chắc chắn. Và trên tầng 2 này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì với diện tích là 15,5m². Ở trên này thì gia chủ chúng tôi thì vẫn chưa có để đồ đạc gì cả, tại vì vẫn chưa chính thức vào ở. Và sau này thì khi mà bàn giao thì chúng tôi sẽ lắp đặt đầy đủ thiết bị ở đây. Đúng rồi, thứ nhất là phòng ngủ này là chúng ta có cái phần cửa trước ấy, luôn luôn có những cái phần cửa rất là rộng ở phía đằng trước đây. Nếu mà quý vị có thể ngắm nhìn khu vực phía xa này thì cực kỳ là tuyệt, nó không bị ngút tầm mắt. Ngoài ra thì sẽ có những phần cửa ngách này để giúp điều hòa không khí. Thì anh nghĩ là những cái phòng ở phía trước này, ở dưới tầng 1 và tầng 2 này sẽ nên dành cho những gọi là chủ nhân thực thụ, master room đúng không? Thì cái phòng ở dưới tầng 1 thì có thể sử dụng cho ông bà, tầng 2 thì có thể sử dụng cho bố mẹ. Và không gian ở trên tầng 2 chúng ta còn có thêm một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh này thì dùng chung cho cả tầng với diện tích khá là rộng rãi lên đến 5,2m². Ở trong khu vực nhà vệ sinh này thì sẽ có thiết kế tích hợp luôn là lavabo này, bồn vệ sinh này và vòi tắm sen phía bên trong kia nữa. Thì ở khu vực bên trong thì cũng có thiết kế thêm một cái ô thoáng nhỏ để có thể lấy ánh sáng không khí. Và bên cạnh đó thì có thể là giúp là chúng ta đỡ được cái mùi khó chịu ám trong khu vực này. Thì chúng ta cũng có thêm một phòng ngủ nữa, phòng ngủ này với diện tích là 12m². Phòng ngủ này thì chúng tôi đã bố trí sẵn một cái giường rồi. Phòng ngủ này sau này gia chủ chúng tôi sẽ dự định là để cho các bé ở gia đình. Đúng rồi, hướng cửa chính thì sẽ hướng khu vực sân phơi đằng sau. Đó, thì tất cả những phòng ngủ của quý vị để ý thì chúng tôi luôn thiết kế sẽ có những phần ánh sáng tự nhiên để chúng ta làm sao cái việc tốt nhất trong cái tối ưu trong cái việc thiết kế là tất cả phòng ngủ chúng ta đều phải có cái phần không khí tươi. Đây là một điều cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta ở trong những khu vực đấy thì chúng ta mới dồi dào sức khỏe được, mới có thể làm việc tốt ở hăng say được. Còn nếu như cái căn phòng bí thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và chơi đâu quý vị ạ, ở phía cuối căn nhà thì chúng tôi còn có thêm một cái sân phơi với diện tích là 4,3m². Ở đây thì có thiết kế thêm một cái chuồng cọp làm inox. Cái chất liệu này thì khá là bền và có thể là chống chịu được tác động thời tiết, tránh rỉ sét. Và với là cái thiết kế thế này thì giúp chúng ta là khi mà chúng ta bơi phơi quần áo ở phía khu vực này á, thì quần áo chúng ta sẽ khó mà sẽ tránh là bay ra phía bên ngoài đó mà chúng ta không kiểm soát được. Và bên cạnh đó thì ở cái phần hành lang này, anh Hùng có thể thấy là ở đây có thiết kế thêm một cái ô cửa rất là lớn để cung cấp toàn bộ cái ánh sáng ở cái khu vực này. Đấy, khi mà chúng ta xây nhà chúng ta cũng phải để ý hàng xóm của chúng ta nữa đúng không? Bởi vì là khu vực bên cạnh thì sẽ hoàn toàn bằng sử dụng đất nông nghiệp mà sẽ không tức là chỉ trồng cái khu vực vườn và khu vực sân quất thôi. Cho nên là gia đình tận dụng làm một cái phần ô cửa sổ như thế này để giúp cho gia đình gọi là có tầm nhìn, có view, có cái độ thoáng hơn. Quý vị và các bạn khi mà xây nhà chúng ta cũng để ý một chút nhé. Thì để làm sao cái xây nhà của chúng ta nó được hài hòa, nó được đẹp mắt và nó được thoải mái nhất. Thì hy vọng rằng với những chia sẻ của Huyền và Hùng đi qua các căn nhà thì quý vị sẽ có thêm những cái nhiều, rất là nhiều những cái thông tin hữu ích. Và nếu quý vị yêu thích những cái thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của quý vị thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên sẽ tư vấn cho quý vị một cách nhiệt tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Hùng và Huyền xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.